hàng đóng ghế về bán cho trang trại Thanh Xuân. Hôm nay là ngày 10 tháng 3 dương lịch. Cái hàng ở xa mua tất đa số, đa phần là các bác nuôi và gửi về qua bến xe thì trang trại sẽ hướng dẫn cho khách hàng cách đóng ghế, ghi số lượng cân trên bao bì. Ví dụ bác khách hàng này, bác cái gửi quay cái kia ra đây, chị xem nào Tuấn ơi, quay cái số cân này, quay cái mặt này ra đây, rồi thế thôi, được rồi. Tổng 14 cân, bác đóng rất là đơn giản, 14 cân bì. Thì dế đã là 10 cân rồi. Người nhận trang trại Thanh Xuân đây. Điện thoại 0974570000. Dế thì bác nuôi cũng rất là đều đẹp. Dế của bác này nuôi được tổng khoảng 90% thôi, chưa được già hẳn. Các bác nuôi già hơn chút nữa đi thì nó sẽ nặng cân hơn bác nhá. Bởi vì là cái con dế mà nó sẽ thêm mấy ngày ấy, nó sẽ chờ những cái con dế nhỏ hơn để lột xác. Lột xác nốt thì những cái con dế nó đã có trứng rồi, nó sẽ nhiều trứng hơn nữa, trứng nó sẽ căng hơn nữa, thì những con đấy nó sẽ nặng cân hơn và các bác sẽ được rơi cân hơn. Các bác đừng bắn no. Đóng rất là đơn giản, số lượng dế nhiều, dế an toàn, không bị chết sóc gì cả, rất là tốt. Có thể đóng bằng cành lá khô các loại như các cái cành cọ, cành cây cỏ cứng, rồi rất nhiều các vật dụng nữa, ví dụ bìa, rồi vỉ bìa gập vào. Đấy là những cái mà bà con mình ai có cái gì thì đóng cái đấy. Đây, số lượng dế thế này nhìn rất là thùng ít, mà số lượng bác ấy là cân 10 cân dế luôn. Cân dế đây. Bà con có nhu cầu để nuôi dế thì trang trại Thanh Xuân sẽ cấp giống và bao tiêu thương phẩm đầu ra lâu dài. Còn đây là những cái khay trứng đang được đóng gói chuyển đi cho bà con ở khắp các tỉnh thành. Chúng tôi còn gửi vào trong miền Nam, từ Nam đến Bắc, gửi hết tất cả bà con nào chuyển khoản thì nhắn thông tin lại và chúng tôi sẽ gửi theo xe ô tô bảo hành cho bà con trên đường đi. Đa số là bà con chuyển khoản cho trang trại Thanh Xuân miễn phí. Vì ở xa thì cái công việc mà mua dế này nó cũng hết sức là đơn giản thôi. Trứng dế vận chuyển an toàn, đi trên đường cho phép 4 ngày thoải mái. Nếu hỏng hóc, hư hỏng hoặc thất thoát trong quá trình vận chuyển, bà con không nhận được, báo cáo với trang trại Thanh Xuân ngay cái thời điểm đó, chúng tôi sẽ gửi trứng mới về cho bà con ngay, không có chần chừ gì cả. Đấy là những cái mà cam kết của trang trại Thanh Xuân và bảo hành trứng dế. Bà con nuôi dế nở thì gọi điện và bán về trang trại Thanh Xuân, chúng tôi sẽ thu mua cho bà con và cân đong đo đếm lại. Và chuyển khoản ngay trong ngày. Tất cả bây giờ giao dịch qua tài khoản nó hết sức là đơn giản. Bà con nào kết hợp tác với trang trại Thanh Xuân từ nhiều năm nay rồi thì sẽ thấy được sự an tâm. Chúng tôi làm việc rất là rõ ràng, rành mạch, nên là các bà con cũng hợp tác rất nhiều và cứ người nọ giới thiệu người kia, chúng tôi lượng khách hàng rất đông. Kể cả từ đầu ra đến đầu vào chúng tôi đều làm uy tín.
trong quá trình nuôi thì bà con sẽ nuôi cũng tương đối như rất là đơn giản, cũng gần như này thôi, nhưng mà con nuôi sẽ nuôi thưa hơn để lấy chỗ cho dế nó bò nó đi lại để nó ăn thức ăn. Đây ví dụ như trong các cái thùng nuôi, nuôi thì mình sẽ nuôi thưa ra một chút này. Các thùng ghế cứ lớn dần. Lớn dần lên. Con nào con ấy căng mọng, khỏe mạnh. Khi cành lá mà nó bị gặm nhấm mà nó xẹp xuống rồi thì mình sẽ thay cái cành lá mới vào cho chúng lấy chỗ nó chui rút bò trèo leo, chú ạ. Nuôi dế rất là an toàn, khô ráo sạch sẽ với cành lá, dỉ bìa hoặc bìa dễ. Bà con truy cập vào website trang trại thanh xuân.com để tham khảo thêm nhiều thông tin hơn. Các gói hỗ trợ thu mua bao tiêu cho khách hàng. Website có gắn dưới mỗi video. Những video mới chúng tôi tải lên thì chưa kịp gắn website vào thì bà con đánh trực tiếp hoặc bà con tua xuống dưới, có những cái video cũ chúng tôi sẽ gắn cái đường link màu xanh trang trại thanh xuân.com, viết liền và viết không có dấu, kích hoặc bấm tay vào cái đường link đó thì sẽ dẫn đến trang chủ website của trang trại thanh xuân chúng tôi. Bà con sẽ thấy hàng loạt những cái thông tin video, bài viết, hình ảnh rất là phong phú, bổ ích. Và bà con vào nghiên cứu xem một cái trang website mà chuyên về nuôi dế thôi, nhưng mà nó cũng rất là nhiều nội dung và rất hay. Mình có thể mình nghiên cứu tới hàng tuần, hoặc là có thể nhiều bà con nghiên cứu hàng tháng, hoặc có những người nghiên cứu tới xem đam mê tới vài năm. Có những người theo dõi trang trại Anh Xuân ở trên VTV2 xem hàng chục năm nay rồi. Đấy, và bà con cũng nhiều công việc rồi, là cũng làm những công việc khác nhưng mà cũng có quay lại trang trại Thanh Xuân. Nên là cũng rất là vui mừng. Đây là sản phẩm mà bà con mình chăn nuôi ra gửi về bán cho trang trại Thanh Xuân thường xuyên. Bác khách hàng này là ở tỉnh nào đây, chỉ gửi ghi có tên thôi. Các bác ấy sẽ nhắn xe cho khi gửi thì bao giờ bà con người ta cũng sẽ báo cho trang trại Anh Xuân qua điện thoại để chúng tôi sẽ hướng dẫn, để gửi xe thì sẽ nhắn tin xe cho trang trại Anh Xuân để nhân viên sẽ đi đón cho nó đúng cái thời gian, còn chia ra để đi đón hàng của rất nhiều bà con. Còn lại thì có trang trại Anh Xuân có vài bác tài xế chuyên đi đón hàng sống để dế này, dế sống này. Thế rồi tắc kè bọ cạp của bà con trên cả nước gửi về bến xe và đưa về khu thu mua tắc kè bọ cạp riêng. Một con dế thì sẽ chuyển đi cho các nhà lái buôn, người ta mua buôn lâu năm với số lượng lớn và đặt hàng chuyên nghiệp của trang trại Anh Xuân rồi. Thì chúng tôi cung cấp rất nhiều các đầu mối, kể cả cho mồi, làm mồi ăn cho các động vật nuôi, kể cả làm thức ăn trong chăn nuôi, rồi những người mua buôn số lượng lớn đấy, những cái nguồn sống của dế. Còn lại thì chúng tôi sẽ phân phối để làm hàng đông lạnh để cho nó đủ cái số lượng hàng chúng tôi bán ra thị trường, vân vân. Và con cứ yên tâm để bán sản phẩm về trang trại Anh Xuân, có hợp đồng cam kết đầy đủ. Đây là một gói trứng dế mà bà con đã chuyển khoản cho trang trại Thanh Xuân ở tỉnh rất là xa.
mà bà con bán dế về, nếu ở gần hoặc bà con có thể chở qua ô tô về đến khu thu mua của trang trại Thanh Xuân thì bà con cũng cứ yên tâm, không lo cái dịch Covid tại Hà Nội này đâu. Bởi vì là ở Hà Nội thì có dịch, nó có khu thôi, trên kia thôi, chứ còn dưới này nó rộng thoáng lắm. Mà khu thu mua của trang trại Thanh Xuân thì chỉ có một nhân viên với bà con thôi, và nó rộng thoáng, nó không có người, không đông đúc người, nên là bà con cứ yên tâm đeo khẩu trang và đến bán, và cháu sẽ có nước rửa tay rồi rửa xà phòng sạch sẽ. Còn nếu mà bà con muốn gửi qua ô tô thì nhân viên sẽ đi đón hàng ngày ở các bến xe cho bà con, nên là cái ngành nuôi dế này nó không ảnh hưởng gì đến cái dịch Covid cả, nhưng bà con cứ hoàn toàn yên tâm, không lo gì cả. Nhìn dế đấy không biết chán nha. Con dế Thái này là trông nó đẹp mắt, nó không gồ ghề, cái đầu nó nhọn, nó không to, không như là cái con dế cơm của mình, mà con dế rũ đầu sáng bóng. Khi bà con mình nuôi dế, bà con mình nhìn cái đầu nó, nếu ăn uống đầy đủ chất và nuôi sạch sẽ an toàn thì cái đầu con dế nó sẽ bóng. Nếu mà mình nuôi mất vệ sinh thì mình nuôi nó bị ẩm mốc thì cái đầu con dế nó sẽ hơi đen, nhìn nó không có cái độ bóng bẩy, đấy là dế nó không được khỏe mạnh.